Đây, Thiên Tuế cổ thụ đây. Hôm nay hai anh em đi rừng. Vành nó tầm 120. Thoát thân tầm 1m2. Đỉnh lá nó phải 2,5 m. Cây này cực già luôn. Nhẹ nhẹ thì cũng phải có tầm 70-80 năm trở lên. Đang có hoa nhá, cả nhà nhá. Đấy, đây này. Chất lượng ở chỗ này này. Đấy, cả nhà nhìn thấy không? Chất lượng nhất là nó ở cái củ này, cái cục này đấy. Trứng ấy, trứng củ lông ấy. Cây này không đẹp, còn cây nào đẹp nữa. Cao 1m2, vanh khoảng độ 120-130. Thoát thân tầm cũng 1m2, 1m1. Thân thì cực già luôn rồi. Cực đẹp. Quay cận cảnh cho cả nhà xem nhá. Thân to như cây dừa. 120 không hết. Thần quá già luôn. Cái đỉnh luôn, đang có hoa. Cái này là bác nào mà vừa mới làm nhà xong mà sân nhà, vừa làm nhà xong sân vườn đẹp mà đưa cái này về chuẩn luôn. Cứ thế mà chơi thôi. Anh em nào mà cần thì cứ liên hệ nha, 0978 598 118 nha. Xem tận nhà cũng được mà ship cũng được. Bắn tiền là ship luôn. Đo vanh biết cẩn thận. Trực tiếp cho cả nhà xem. Rồi, tạm thời thế nhá. Ngắt video để đào đất đã.